Chào tất cả các bạn. Trong cái câu lyric tiếp theo của đại danh thủ Steve Vai, các bạn đã học hai câu rồi, thì hôm nay câu thứ ba nó sẽ khó hơn và nghe nó càng đã hơn và đậm cái chất của Steve Vai. Thì cái câu lyric này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật quét dây và slide ha. Thì cái mẫu của nó cũng di chuyển liên tục trên cần đàn, nhưng mà cái mẫu quét dây của nó cũng khá là dễ chịu, không quá khó để bạn tập theo. Thì hãy ôm đàn lên và chúng ta cùng bắt đầu nhé, theo từng mẫu. Thì đầu tiên chúng ta hãy đánh ngay cái nốt son, tức là ngăn 5 của dây số 4. Sau đó các bạn quét xuống luôn 5, xuống tới dây 3 chúng ta ngăn 7, ngăn 6 của dây 2, ngăn 5 của dây 1. Thì các bạn thấy là chúng ta là thế tay này. Sau đó các bạn hammer on vô ngay cái nó số 8, cái ngăn số 8 của dây 1 ha. Chúng ta có 4 nốt như sau. Thì các bạn thấy là 4 cái nốt đầu chúng ta sẽ đánh phím xuống hết luôn bằng cách quét ha. Đó, các bạn nếu chưa biết về kỹ thuật quét dây có thể xem các clip trước của mình có hướng dẫn ha. Thì sau khi đánh tới ngay ngăn số 8 của dây 1 rồi thì các bạn slide nó lên tới ngăn số 15 luôn. Wow. Sau đó các bạn đánh ngược lại, buồn ớp đó ra. Thì các bạn cái thế tay của bạn thấy nó có giống ở trên này không? Rất là giống. Các bạn đánh 12 nè, 13, 14, 12 nha. Lại câu đầu nha các bạn. Chúng ta đánh, các bạn cố gắng làm sao slide cho nó chính xác nha. Sau đó các bạn đánh xuống ngăn số 14 của dây số 3. Từ ngăn số 14 thì các bạn slide lên ngăn số 19 luôn. Đó, đánh như thế này. Rồi các bạn slide tới ngăn số 19. Sau khi slide tới 19 này rồi, các bạn đánh ở cái mẫu nó giống như là ở cái ngăn 5 nhưng mà cái octave cao hơn. Đây ngăn 5 thì đây chúng ta nghe ngăn số 17. Tương tự 17, 19, 18, 17, rồi 20. Nguyên cái câu đầu chúng ta đánh thật chậm lên nha các bạn, xem theo nha. Sau khi các bạn đánh lên cái ngăn số 20 này rồi thì các bạn slide nó ngược lại ngăn 15. Nó lại quét lại cái câu giống như lúc nãy các bạn học ha. Tức là tới 15, 12, 13, 14, 12. Đánh từ đây các bạn. Và kết thúc nó như sau, các bạn đánh lại ngăn số 14. Các bạn slide xuống cái ngăn số 10. Và sau đó các bạn slide nó lên ngăn 19. Nghe nó rất là đã ha. Đánh lại câu cuối nha các bạn. Rồi, đánh lại từ đầu thật chậm. Các bạn nhớ tập luyện theo mình nha. Thì hy
vọng là cái câu lick này nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc luyện tập thêm những kỹ thuật quét dây và slide kết hợp. Stevie đánh slide rất là nhiều, và khi slide như vậy các bạn thấy cái hiệu ứng của nó cũng rất là mượt mà, rất là đã. Thì các bạn nào muốn tập nhiều thêm cái kỹ thuật guitar điện thì hãy like, share, comment. Mình sẽ cố gắng làm ra nhiều clip, các clip như thế này để cho các bạn luyện ngón, cảm nhận về cái âm thanh của nó như thế nào với từng cái clip theo từng cái phong cách khác nhau. Còn bạn nào mà chưa có đăng ký kỹ thuật guitar điện có thể đăng ký cái khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của khoa. Thì đăng ký đóng tiền một lần và học trọn đời, học bất cứ lúc nào các bạn muốn ha. Này là một web đăng nhập hoặc là học thôi. Rồi nếu có nhu cầu mua đàn hãy ưu tiên ủng hộ Amigo Guitar Shop với các cây đàn guitar thùng, guitar điện, như Amly, Phơ Pháo, Second Hand hay hàng mới đều có đầy đủ cả. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Hãy nhớ ủng hộ Guitar for Freedom nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.